Em Năng xe tải Hưng Yên xin chào tất cả quý anh chị đang xem video của Em Năng ngày hôm nay. Ngày hôm nay tại bãi xe của Em Nam có một mẫu Kia Frontier K250 với cái xe là xe chassis của anh chị nhé. Thì Em Nam xin phép là điểm qua một vài thông tin ở phần cabin, sau đó là em xin phép là mời quý anh chị ra đằng sau để chúng ta xem rõ hơn về cái khung gầm, chassis và hệ thống phanh treo và lái của xe. Thì về phần đầu cabin thì vẫn được thiết kế như K200 và K250, vẫn có logo thương hiệu của xe. Và phần mũi hổ được mạ chrome tạo lên vẻ thẩm mỹ hơn cho xe. Hai bên vẫn là hai cụm đèn chiếu sáng được thiết kế là đèn halogen với cái cường độ chiếu sáng cao, góc chiếu sáng rộng hơn quý anh chị nhé. Đấy, tích hợp thêm là đèn xi nhan. Phía dưới phần cản thì có tắt nắp biển số này, lưới tản nhiệt của xe và hai bên là hai cụm đèn sương mù của xe quý anh chị ạ. Về phần cabin thì là cabin nhập khẩu, được sơn nhúng tinh điện LED toàn phần, phủ một lớp sơn ngoài là sơn metallic quý anh chị nhé. Sang mé bên hông thì về phần gương chiếu hậu của xe thì trên Kia K250 sử dụng là gương chiếu hậu 2 tầng, với tầng trên là gương phẳng và tầng dưới là gương cầu lồi quý anh chị ạ. Về phần động cơ của xe thì xe Kia Frontier K250 sử dụng động cơ của Hyundai với cái mã là D4CB với cái công suất cực đại là 130 sức ngựa, tại thời điểm vòng tua là 3.800 vòng trên phút, với cái mô men xoắn cực đại lên đến 255 Nm, tại thời điểm vòng tua từ 1.500 đến 3.500 vòng trên phút quý anh chị nhé. Là động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, sử dụng nhiên liệu là dầu diesel quý anh chị ạ. Với cái dung tích xi lanh là 2.475 cm khối quý anh chị nhé. Tiếp đến thì Em Nam xin phép là giới thiệu cho quý anh chị về hệ thống chassis, hệ thống treo, hệ thống phanh của xe. Thì tại cơ sở Em Nam thì hiện tại đang có mẫu xe K250 chassis, thì Em Nam cũng lên video giới thiệu cho quý anh chị xem và tham khảo thực tế luôn. Về phần chassis của K250 thì như quý anh chị cũng có thể nhìn thấy này, chassis được thiết kế là dày hơn, to bản hơn quý anh chị nhé. Đấy, về hệ thống treo của xe thì sử dụng treo trước và treo sau đều là treo phụ thuộc, sử dụng nhíp ná này. Đấy, nhíp ná với 9 lá nhíp và có giảm chấn thủy lực quý anh chị nhé. Đây là giảm chấn thủy lực của xe này quý anh chị này. Đấy, giảm chấn thủy lực của xe. Về hệ thống phanh thì sử dụng phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng chống quý anh chị nhé. Có phanh ABS và cân bằng điện tử ESC quý anh chị ạ. Thì đi theo xe thì với hai cái kích thước lốp là khác nhau, nên là được trang bị là hai lốp dự phòng. Đây là lốp dự phòng đằng trước của xe này, và đây là lốp dự phòng đằng sau của xe quý anh chị ạ. Đấy, được trang bị thêm là hộc, một cái hộp để đồ để quý anh chị có thể đựng tay công, tay kích này. Đấy, thì phục vụ cho quý anh chị về để đóng thùng thì được thêm là hai cái đèn hậu, vẫn được trang bị đầy đủ là đèn phanh này, đèn lùi và đèn xi nhan quý anh chị nhé. Vẫn có đèn soi biển số và bát nắp biển số ở chính giữa quý anh chị ạ. Về phần hộp số của xe thì xe được hộp số là hộp số 6 cấp số tiến và một cấp số lùi. Cái vỏ hộp số này được thiết kế là hợp kim nhôm này quý anh chị này, giúp tản nhiệt tốt hơn. Đấy, anh camera ông em có thể quay về sâu bên trong về phần hộp số cũng như là cầu và bộ vi sai của xe để cho quý anh chị tham khảo được không ạ? Đấy, những cái đường này là đường dầu phanh quý anh chị nhé. Đấy, chạy dọc xuyên suốt ở phần sườn của xe. Về phần bình nhiên liệu của xe thì bình nhiên liệu vẫn được thiết kế là thép không gỉ thôi quý anh chị ạ. Đấy, anh cameraman có thể quay tổng thể cho quý anh chị ngắm cái phần đằng sau này của xe được không ạ? Nhìn rất là khỏe khoắn và chắc chắn quý anh chị nhé. Thế nên là quý anh chị không phải lo về vấn đề mà xe này có yếu hay không. Tại 2 tấn 49 thì liệu hệ thống treo và hệ thống khung gầm của xe có gặp vấn đề gì hay không. Thì đây hôm nay Em Nam quay trực tiếp cho quý anh chị tham khảo. Sau đây thì Em Nam xin phép là mời tất cả quý anh chị vào trong khoang cabin của xe, thì mở cửa ra
thì đập vào mắt em Nam luôn là hệ thống lưng hạ kính chỉnh điện của xe của anh chị ạ. Đấy, lưng hạ kính chỉnh điện của xe thì trên táp ly xe này thì được trang bị là một miếng phản quang này và loa ở hai bên cánh cửa của anh chị nhé. Thì trên xe thì vẫn được thiết kế là ba ghế ngồi đấy, như tất cả các mẫu Kia đang phân phối, ba ghế ngồi, ghế vẫn được bọc lỉ cao cấp, ghế vẫn được bọc lỉ cao cấp quý anh chị ạ. Về phần vô lăng của xe thì vẫn được thiết kế là vô lăng hai chấu, chính giữa là logo thương hiệu của xe, vẫn được mạ chrome nhìn rất là thẩm mỹ. Hai bên vẫn là hai cụm công tắc đa lăng của xe, bên tay trái là công tắc điều khiển đèn cũng như là xi nhan, bên tay phải là công tắc điều khiển là gạt mưa rửa kính quý anh chị nhé. Bảng đồng hồ táp lô của xe thì vẫn có bốn đồng hồ cơ, hiển thị mô men xoắn của động cơ, tốc độ của xe, nhiệt độ nước làm mát và mức nhiên liệu của xe. Trong màn hình nét con này thì hiển thị những cái đèn check của động cơ cũng như là của xe của anh chị ạ. Đấy. Sang bên cụm âm thanh giải trí của xe thì xe được trang bị là radio FM với chân cắm USB và chân cắm AUX. Phía dưới thì có tẩu châm thuốc này, tẩu châm thuốc quý anh chị nhé. Có một khay để gạt tán thuốc này. Phía dưới cùng là có công tắc chống trơn trượt đấy quý anh chị ạ. Thì trên xe được trang bị là bốn cửa gió máy lạnh quý anh chị ạ. Đấy. Trên xe thì chỉ trang bị máy lạnh cabin thôi nhá. Có bốn cửa gió này, có công tắc điều khiển này, tốc độ của quạt này. Đấy, công tắc điều khiển hướng gió này, công tắc điều chỉnh điều hòa này, AC này và công tắc lấy gió trong, lấy gió ngoài và một công tắc chờ nữa để quý anh chị có thể lắp thêm đồ. Phía bên cạnh thì là có hộc để đồ của xe này, hộc để đồ rất là rộng quý anh chị nhé. Về phần trần xe thì vẫn được trang bị là trần nỉ quý anh chị ạ. Trần nỉ vẫn có tấm chắn nắng, có đèn na phông trần này với ba chế độ on off và đo, thì cái này em Nam cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Và gương trong cabin này đấy. Đi theo xe thì quý anh chị được trang bị thêm là tay công tay kích ở trong đây này, và một cái kích thủy lực. Đi theo thùng môi bạt thì quý anh chị được trang bị thêm là cả bạt mắt theo xe nhé. Thì trên xe của Thaco, xe nào cũng thế, quý anh chị đều được trang bị thêm là một cái bình chữa cháy mini quý anh chị ạ. Đấy, để sau ghế lái quý anh chị nhé. Thì vừa rồi em Nam cũng đã giới thiệu ngoại thất cũng như nội thất của mẫu xe Kia Frontier K250 bên em Nam. Thì quý anh chị nào có nhu cầu muốn đầu tư một mẫu xe về để chở hàng thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Nam qua số điện thoại 03789 98658 để được em Nam hỗ trợ tư vấn và báo giá cho nhà mình. Thì sau đây em Nam xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem video của em Nam ạ.